Hello, xin chào anh em đã đến với kênh của mình nha. Rồi, thì hôm nay là ngày Chủ nhật, nó có sự kiện đặc biệt, nó là căn hộ tiệc tùng. Đó thì chắc nhiều bạn cũng đã mới vừa tham gia xong. Thì đối với cái căn hộ tiệc tùng này á, các anh em tham gia thì các anh em được rất là nhiều cái quà tặng giống như đồ ăn khi mà tham dự căn hộ tiệc tùng này, và có rất là nhiều cái nhận được nhiều điểm SP. Tuy nhiên, ở trong căn hộ tiệc tùng này có một cái quét ẩn. Đó, một quét ẩn, thì trong cái quét ẩn này nó sẽ có ba cuốn sách nha anh em. Nó có ba cuốn sách. Nó nói về ba cuốn sách này nói về hai vị vua. Thì khi mà anh em đọc hết ba cuốn sách này, nó sẽ tăng cho mình một cái điểm hoàn thiện á. Thì bây giờ anh em mở lên, anh em đọc hết nha. Đó, thì đầu tiên là cái cuốn mình sẽ đi kiếm. Mình nghe nói là cái cuốn này nó ở đâu đó trên bàn, nó ở đâu đó trên kệ sách, và nó ở một nơi nào đó trên một cái ghế ở trong cái khu căn hộ tiệc tùng này. Đó, thì bây giờ mình đang đi điều tra đây. À, đầu tiên là mình sẽ đi kiếm xung quanh cái bàn này coi. Click vào hết những cái nào mình có thể click. Này là gì đây? À, cái này là uống rượu. Rồi, không phải rồi. Để mình chạy qua tiếp bên kia coi. Tại vì thông tin này mình cũng mới vừa nhận được bởi một anh em trên hội ha. Mình muốn quay lại mình chia sẻ cho anh em luôn. Rồi, trên cái bàn này để mình ngó sơ cái bàn này coi. Cái này cũng là uống rượu. À, thấy rồi, mình thấy một cái cuốn màu vàng vàng kìa. Có một cái cuốn màu vàng vàng đây đây, mình mở ra coi. Đúng rồi các bạn, cuốn hai vị vua nè. Đó rồi, các bạn đồng cuốn rồi đúng không? Tiếp. Hình như hồi nãy là mình có đọc một cái cuốn hai vị vua rồi ở trên kệ sách thì phải. Nhưng mà mình vẫn cứ đi kiếm lại, sau đó mình sẽ thống kê lại cho anh em ha. Rồi bây giờ mình chạy đi kiếm tiếp cái cuốn còn lại nè. Đấy, trong cái khu căn hộ tiệc tùng này thì nếu mà anh em tham đi kiếm trong lúc tiệc tùng cũng được, hoặc là sau khi kết thúc tiệc tùng anh em vẫn làm nhiệm vụ này được nha. Không có nhất thiết là mình phải đến giờ tham dự thì mình mới đi kiếm được cái ba cuốn sách này. Đây là một nhiệm vụ ẩn, thì để hoàn thiện cái nhiệm vụ ẩn này thì anh em đi vào đây kiếm sách với mình thôi. Thì bây giờ mình cũng đang trong quá trình đi kiếm nên mình quay lại luôn cho anh em, rồi sau đó cuối cùng mình sẽ thống kê lại ba vị trí nha. Rồi mình chạy qua khu bên này coi sao. Đây, Yuri bên bạn mình đã tìm thấy một cuốn ở trên ghế nè. Hai vị vua, bác học bữa tiệc. Mình nhận được một cái đạt được cái danh hiệu là bác học bữa tiệc. Rồi, có nghĩa là mình đã đọc qua ba cuốn sách đó rồi. Vậy là nãy có một cuốn ở trên kệ sách mình đọc qua rồi, và cái cuốn thứ hai là cái cuốn trên bàn, và cái cuốn thứ ba là cái cuốn ở trên cái ghế đẩu gần nhà đó. Rồi để mình chạy ra ngoài đây, đây còn cuốn nào nữa không. Rồi vậy là bây giờ mình sẽ thống kê lại nha. Cuốn thứ nhất nè là ở cái kệ sách đó, cuốn lịch sử Long tộc 1 nè. Đó, nó sẽ là hai vị vua. Rồi, cuốn thứ hai là cái cuốn mà ở trên bàn ở bên phía tay phải. Đó, ở trên bàn bên phía tay phải này nè. Rồi. Đó, đây là cuốn thứ hai. Mình xem lại luôn nha. Đó. Và cái cuốn thứ ba là cái cuốn mà nó ở bên cái ghế sofa. Mình chạy qua cái ghế sofa luôn nè. Đó, mình đứng lại cho anh em xem. Đây là cuốn thứ ba nha anh em. Đó. Vậy thì anh em bây giờ xong tiệc rồi, anh em có thể quay trở lại căn hộ tiệc tùng để anh em kiếm ba cuốn sách này nha. Video của mình đến đây là hết.
Nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.